con đi bốn biển năm châu đâu đâu cũng trở về, thổi cây trong tay bò qua dưới bề tâm tề cha mẹ được về tay quan nhi đồng con ở dưới trần. Hoàng xin chào cô chú anh chị các bạn đến với kênh Anh Phi Vlog của mình. Đây là video tiếp theo ở chỗ mình nghỉ tập thể đó cô chú anh chị các bạn. Thì có một sư huynh cũng không đi chung đoàn nhưng gặp chị Tư Tâm rồi lại gieo duyên, thì cũng trao đổi lời qua tiếng lại bằng thơ pháp cô chú anh chị các bạn. Có những đoạn nói bằng tiếng Thiên mình cũng không nghe được cô chú anh chị các bạn, rồi mình cũng ghi lại khoảnh khắc để cho cô chú anh chị các bạn xem. Hoàng xin mời cô chú anh chị các bạn tiếp tục xem video của mình. Do triều đình phân góp công minh, được là thiên liên hay là chân chi lòng ý lệnh của cha hoàng. Còn mẹ sanh tạo con vào trong đất có phần gia lệnh trên thuyền, còn khi mà phải tu gốc tu tâm xưa tâm thiên kiều, Phật Mô Ni dắt nhiều ngồi đến trò sen tâm quy quốc không. Nếu có dân dầm đẹo dâm Phật tổ như nay, không là sai luật trên thiên là chấm biết điều không nghĩa. Hai chung quy là quy lực cờ đạo sông chung dân thấp bộ kỳ hương vô sơn kỳ hương đợi tình hương vô đại độc. Còn cũng để anh em ta là một con thiền rồng chung quy quốc thân đại đồng lực của triều minh. Nói căn điên cứ đăng trình theo lực kiếm viên, còn đây là nữ học đạo tu hiền cùng của Mô Ni mà phải lai con thiền trở về gặp hỏi lại lâm dân. Vẫn có cái gì quốc gia đại cường trường học đạo tâm mình có sẵn thấp thấp diệu diệu mẫu mẹ diêu kỳ ban liên thiên cơ ẩn trần trí qua khỏi lực thiên kiều đâu. Còn bé nhi ta còn làm dấu trăm họ để đưa đò sang sách sang sông, giờ trong đầy thấy đủ lực đông có căn duyên mà ảnh lĩnh trong cơ duyên của thân mình. Hỏi dục huynh đây còn có đăng trình, nhìn qua là của gia đình trong đạo pháp không phân biệt thấp cao đạo ai thao thao. Nhưng làm sao ta là trao đổi học hỏi tại trần, có duyên cùng đạo đôi cùng phần trên thiên ca đã chấm điện cơ kiện ân lĩnh triều đình ân lại đây đỉnh đầu của thiên cơ. Bỏ lý canh ắt ta phu hội hoa mê ca khả lý xuyên chiêm chèo phổ đến tẩy tẩy khả phổ lý y căng thầy thì căng khả lý xuyên phổ hoa khả sinh tẩy tẩy khả tẩy tẩy đưa cho chèo phổ khả lý tiên chiêm chèo phổ. Trên thiên đã ấn ti lĩnh cờ đặt, lĩnh thiên ấn ti cho vào trong ao thất vũ, lĩnh thầy đã phủ điển thiên cơ. Hmm?
bao năm trường đi lâu lắm. Tắm rửa trong lòng rất là lại trong. Về đây thấy Nhi ta còn nhỏ trần học. Thôi đi đi vòng vòng đi cho nó đỡ khổ ha. Có chỗ ngồi rồi sẵn chỗ lại ngồi yên. Cái thằng ngỗng kia tính lợi thử ta, ta dòm thử coi nó như thế nào. Tiều Lình quán xét không khỏi nét đâu nghe chưa. Nhi ta còn nó có sơ sót, điều chi cũng từ bi cho Nhi ta. Tại ta về đây sao thấy cái nam Nhi dễ thương. Tu mà ăn tương còn khổ ha. Thôi cũng một trùng một tổ đi nha. Nhi ta tu cũng khổ nè. Xong tu khổ mới có chỗ ngồi yên. Nhà lầu xe hơi không có được yên đâu. Tu nghèo mới có trèo học. Tu giàu đọc quên. Nó nói đúng không? Tên trên đường mượn đắt cái nọ nói để đường ha. Mà thấy hàng nóng kia về tới đồm rồi đó. Qua ông con thử vòng vòng chi con. Bọn bọn mấy tên là nữ này ngồi đây đi đây. Nhớ lại ý nhỏ dặn bỏ cái trò xinh, cười cho bóng đào nhớ đi cái đăng tình. Nhìn đây nhí nhỏ ấy gieo tình, thương cho bột đào có tình là mẹ đưa. Còn nhi đồng chỉ biết là thưa, cùng huynh với đệ sớm trưa cái nguyện cầu. Cầu cho đất nước Tây Lầu, con đi bốn biển năm châu đâu đâu cũng trở về. Thôi tay trong tay bò dưới bề, tâm tề cha mẹ được về tay quan. Nhi đồng con ở dưới trần gian, không thầy không tổ mà bảo bộ cho con của mẹ tu hành. Chắp tay gian dai ngũ hành, quốc đây thang được đừng dành với nhau. Thôi đây ta chỉ hát dồi cao, hát làm sao cho vui vẻ chị em hòa đồng. Tai màn này tay mỏ này a bo hẹn sẵn khi bắt đi tay tạm mình. Không phải đâu con bùa lên tiền. Nam Nhi còn nghịch ngựa với tu quyền cái công gia. Đừng đến đây mà thử lại bia ta. Còn đây không thầy không tổ ngôi gia cái tu hiền. Đến đây không phải gạt lường để kiếm tiền. Đừng buồn chi nhỏ trần niên phải đau đây. Nhưng mà chỉ nguyện linh căn con của mẹ gắn sửa sai. Về chung một cõi, về đi học hỏi tâm lòng. Còn như đây là con nhỏ trần hồng, chỉ gieo dòng, gieo giống con gồng. Cái giáo tiên có duyên gặp lại ngày này, thầy cho đi bốn biển năm châu cùng.
trở về. Thôi đây chúc huynh đệ ở trần hề làm con sứ mạng làm tròn cho bá gia. Ở đây là làm cho sứ mạng làm tròn, tôi không có làm gì hết nè. Nó đẩy đánh nó nè, làm tròn sứ mạng tôi không có làm tiền thiền ai hết nè. Mà Nhi nó còn nhỏ đó, học dạy để tương nha. Nên nó mà ra cho mẹ mà ăn tương bên hiền với mẹ nha. Ta ta ngồi tạm, người nhà ta không có đế. Thằng còn Nhi còn nhỏ mà thấy cái thằng nẫm nó đi lại nó tỉ tỏ. Vậy là tấu. Không có tao, mẹ ta nói rồi là tôi biết đổi tựa đổi, mai mốt học hỏi làm cho còn. Cứ làm mà mình đập ta tên thiên á, đập ở tên thiên đang đòi lại phụ thủ điện đúng á, để tìm gấp đổi đó, chứ không phải để đây để làm tiền đâu nữa ha. Nên là con nhỏ đậy đá dễ tương á, không có nói gì buồn phiền á. Thôi mấy chị anh em ở Trần Gian cũng đang tìm gấp đôi hôm nay mà đài ha. Còn thằng nóng này nó có tổ nó mà nó cảnh lớn á. Ở bên kia cái không phải nội, nhưng mà không có phải nội đâu. Nên nhớ qua tặng căn rồi ta không hiểu. Thầy bây giờ chú Tiểu phải nói cho nghe. Cái chú Tiểu không nói rồi làm sao thật mà tu đâu ha. Chú Tiểu trần miền còn nhỏ mà cần tiền đại trường ra đạo học. Đọc bài ý làm theo chú Tiểu thiền định. Tiểu đồng tí nhỏ mẹ nhìn, Tiểu đồng chỉ ngón tay triệu đình ân ký từ nay. Con của mẹ xuống trần ai chưa làm sai luật pháp, nhưng đáp công trình cho tứ nghĩa trọn duyên. Biết chú Tiểu không? Con là chú Tiểu đó. Tiểu đậm nhớ chú Tiểu mà đi bảy bông đen đàn á, có túc tiếu vậy tư mà từng có làm điều trần ni là y trong cờ lĩnh dịch gặp mô đi thì lĩnh cờ đảo khi vào ao thất phủ có ngày là chi thiên cờ ngón tay này là ngón của thiên đình. Nhưng bên nhì ta còn nhỏ đi học không có bỏ. Nam mô nè em bạn hãy xin thẳng một đi cạnh bạn còn đi ấy mẹ đâu hả o xì cạnh hãy mệt tay ấy xin thẳng bận đi tặng hãy đâu hả chỉ đi cơ mà nè con mẹ để tư đâu có tao mà mẹ tin mà cái tay nằm tập thì tập nào nhưng mà thân mình mẹ con nên đó nặng đừng có đi tử túng tâm nghe không, túng tâm là tâm họ còn to đây là con nhỏ to có túc tứ hòa nha mà nè mà cô ấy mà nè mấy cạch của chị An. Ở đâu hả? Ở đâu hả? Hả? Ở đâu vậy? Không quen không biết không được trong muốn cung bước vào nói đồng dân đi có căn phòng ba chuyện lĩnh cờ đồng giao cung của mẹ chung đường trường ngay tặng viên phật tổ ban truyền thưởng cho đức độ cao viện nhờ tiền của cha đưa ngày nay là thứ dưới trần nhìn gia cơ duyên của đại truyền đi
đi thi trong lịch cờ đạo, cây giàu thân bồ kỳ hương, bồ kỳ hương thầy tạo dạy dỗ con tu học. Nay đọc bài của thầy cho, ngày nay thầy mở kho ngọc ngà, về cùng son cha đã chăm lâu rồi, từ đây ngồi đây xây đã liễn cờ đạo, khi vào trong đình thầy mãi thầy ban khai hết đạo hiền cho các tăng con mẹ về ngồi cùng thiền đạo lai, đừng làm sai của thiên đàng. Khi ngày gà linh là ngày đã xét xử tam quy, còn đây nhí nhỏ y lệnh của cha hoàng, khi đàn Phật tử về ngôi từ nay căn nghiệp mình đã có duyên làm. Đến đây Hoàng xin phép cô chú anh chị các bạn Hoàng kết thúc cái video tại đây. Cô chú anh chị và các bạn xem nhớ bấm đăng ký và nhấn cái chuông để đón xem video tiếp theo của mình. Nhớ bấm like, chia sẻ để ủng hộ kênh cho mình nha cô chú anh chị các bạn. Hoàng xin chào tạm biệt. Bye bye.